thiệu với mọi người hôm nay mình chế biến món tôm Hồ Giang nhá. Tôm đây là tôm không phải tôm nuôi đâu nhá, tôm này là 100% bắt ở Hồ Đồng Mô, Hồ Đồng Mô Sơn Tây đấy, con to con bé, con to con bé đấy. Đây cho vào Giang. Tôm rất là ngon. Đó, tôm được nhặt sạch nhé, cắt bỏ đầu nhé. Cắt bỏ đầu xong đấy là mình cho vào Giang. Cái này cũng Giang để nhặt đỏ. Tôm được quá ngon luôn. Đấy, đầu tiên này mình cứ cho nó có nước đun để cho nó cạn nước đi. Cạn hết nước thì sau lúc đấy chúng ta sẽ cho con tôm nó chắc, tôm nó chắc lên xong bắt đầu chúng ta cho mỡ rồi mắm mì chính các thứ vào sẽ ngon. Tôm đỏ ngon chưa, rất là ngon đấy nha, thấy không đấy, mới cho dầu vào ấy. Thơm quá. Đấy. Dầu. Ăn là thì tôm rất chắc, béo như vậy, thơm. Tôm Giang này mình trẻ con nó hay ăn nước canh chua xong là sống xong là đấy. Nước canh chua, nước luộc ấy, xong rồi cho tôm vào ăn mỗi rổ tôm cơm lắm. Đấy, tôm bắt ở hồ, tôm bắt ở hồ nó có trứng. Mình nhìn đấy, có trứng. Có trứng. Đấy, con to con bé, con thì bé, con thì to, con thì to. Nhưng nếu mà tôm ở mua ở chợ là tôm nuôi nó con nào con đấy bằng nhau. Đấy, con tôm này nó không đen, đấy, nó đen này. Tôm nuôi không bao giờ có này. Thơm lắm rồi. Đó. Đấy, món tôm chín rất là thơm rồi. Đó. Vàng ngon chưa? Tôm á? Tuyệt vời. Ôi, mình xin dừng video quay Giang tôm Hồ đây nhá. Các bạn xem video thì nhớ ấn đăng ký và chuông để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn.